Thưa quý vị, để tạo thuận lợi trong việc nhận biết đảm bảo chính xác ứng dụng VNEID và thông tin của người dân trên ứng dụng này, vừa qua Bộ Công an đã cập nhật thêm tính năng giúp công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Theo đó, người dân có thể thực hiện tính năng xác thực thông tin trên ứng dụng VNEID theo các bước sau. Bước 1. Công dân đăng nhập vào ứng dụng VNEID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2 và bằng chức năng xác minh ứng dụng qua QR code trong một cá nhân Bước 2, công dân quay lại trang chủ để tạo QR code định danh điện tử. Lưu ý, mã QR chỉ có hiệu lực trong vòng 1 phút. Hết 1 phút, công dân phải thực hiện tạo lại mã QR. Bước 3, cán bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện đăng nhập và ứng dụng VNEID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2, sau đó thực hiện quét mã QR của công dân ở mức 2 để xác định ứng dụng VNEID của công dân là thật hay giả. Kết quả hiển thị trên màn hình ngay sau khi quét mã QR. Bước 4, sau khi chứng minh ứng dụng VNEID của mình là ứng dụng do Bộ Công an phát triển, công dân có thể sử dụng chức năng hiển thị thông tin, giấy tờ tích hợp của mình trong một ví, giấy tờ để xuất trình cho cán bộ giải quyết thủ tục hành chính.